Mình chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chân miền Tây học hỏi sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục chia sẻ về cách để lợp cái ô quăng nha cô chú anh chị và các bạn. Thì ở miền Tây mình thì kêu cái trên này là cái ô quăng nha, còn những cái chỗ khác như là mình không biết là kêu trên này là cái gì, như sân thượng hay là cái gì mình cũng không biết nha. Thì ở đây là mình miền Tây thì mình nhà này mình có cái sảnh một bên, sảnh là hàng ba nha cô chú. Thì hôm nay ra trên này nó bị thấm nè, nó bị đen, nó bị thấm, như bị nứt đó. Đó, nó bị nứt dài dài đây, nó sẽ chảy nước xuống dưới nên mình lợp cái này để chống thấm luôn nha. Thì cái máng xấu này mình đã cán rồi, mình chưa có gác chống thấm, thì để mình làm cái này xong rồi cái này chống thấm sau nha cô chú anh chị và các bạn. Thì mình mời cô chú anh chị và các bạn xem mình làm như thế nào nha.
Mình đã hàn xong một cái sườn để lợp cái máy chống tấm năng ngăn của chú anh chị và các bạn. Thì đây mình lợp vòng qua đây đó. Với lại xài cây cào dưới là 48 nha. Cái cào này là 48, còn đoàn tay là hộp 36. Thì đây mình xác hộp 36 làm đoàn tay thiếu, mình đúc khúc 48 vô luôn. Bây giờ toàn mình chuẩn bị luôn nha cô chú anh chị các bạn. Thì bây giờ mình mời cô chú anh chị các bạn xem mình lợp toàn luôn nha.
Đây, ở đây mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn biết luôn nha. Thì những có những cái nhiều bạn là cái mái tôn đó thì trồng vô một sống mà cũng bị dột á, là lý do là chưa có hiểu được cái này nha cô chú anh chị và các bạn. Thì ở nhà máy người ta dập, một là người ta có một cái gờ, là một cái này là vô đã chừa cái lề này khoảng chừng 2 phân nha cô chú anh chị. Thì 2 phân này nó sẽ dẫn lên, nó dẫn cái mí lên, dẫn mí bìa lên để nó nằm trong cái rãnh cái sóng nhỏ này, thì mưa nó chảy xuống tới đây là nó sẽ chạy luôn, nó không có vô. Còn nhiều bạn không biết á, là cái mí này nằm lên mé trên, cái miếng này nằm mé trên, còn mí kia nằm ở dưới, là nó bị sai nha, ưa có tình trạng bị dột. Thì hai nữa nó có một cái ngắn ở đây, ngắn mé bên đây nha cô chú. Thì có nhiều loại nhà máy nó có cái khuôn á, nó chạy cái sóng này ra, nó khác với nhau chứ nó không có giống với nhau được nha. Thì ở đây là cái khuôn này thì nó có cái lợi, có lợi đây khoảng 2 phân. Còn nhà máy khác thì nó có ngắn xuống đây. Thì mình xem sau đó là lúc nào tấm này nó cũng phải nằm ở dưới nha, bề bên đây nằm ở dưới. Còn như cái bề bên đây, đây thì cái bề bên đây nó khoảng chừng một phân nữa, chưa tới 1 phân nữa là nó nằm ở trên nha, để nó chồng lên trên này nó mới sát được cái đường rãnh này, mưa nó không có vô được. Thì mình biết, mình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem. Còn những anh em nào biết thì xem video cho mình nha, có gì bình luận bên dưới góp ý cho mình học hỏi thêm kinh nghiệm nha cô chú anh chị và các bạn.
lắc. Rồi thì sáng giờ mình đã chia sẻ về lập một cái máy tôn để chống thấm chống dột cái ô quăng ngang của chú anh chị và các bạn. Thì mình lập đồ đằng này tới đằng này dọn qua bên kia luôn, tổng cộng là 21 mét nha, chiều ra là 3 mét 2, dọn qua đây luôn. Đó. Thì do trời nắng quá nên mình cũng có khi mình tắt điện thoại ngang của chú anh chị, các bạn thông cảm. Thế này lợp luôn, cắt có bắt giận luôn nha cô chú. Đó. Thì cái máy trong tường này còn nữa mình sẽ chia sẻ đóng cái đường này luôn cho cô chú xem luôn nha. Thì rất là tiện lợi và hữu ích luôn nha cô chú anh chị cho các bạn. Thì nói chung là mình thợ hay là chủ nhà đều cũng thể làm được nha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cái về lọc cái máy tôn nha cô chú anh chị chào các bạn. Rồi hẹn cô chú anh chị và các bạn lại những clip tiếp theo nha. Rồi ok, bye bye.